Nghệ thuật dụng binh của Quang Trung Quang Trung là một nhân vật lịch sử đặc sắc trong thế giới Đông Tây, Kim, Ổ. Sự xuất hiện của ông vào thế kỷ 18 là một mềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Nhiều sứ mạng lịch sử đều tập trung ở ông. Quang Trung là biểu hiện sức sống phi thường của dân tộc, một khát vọng vô biên của quần chúng nhân dân, một năng lực để đổi mới phát triển đất nước. Quang Trung xứng đáng là một anh hùng dân tộc vĩ đại. Tài năng xuất sắc của Quang Trung được biểu hiện trên nhiều mặt, chính trị, văn hóa, ngoại giao. Đặc biệt về phương diện quân sự, ông là một thiên tài xuất chúng, một danh tướng trăm trận trăm thắng. Năm 20 tuổi, ông đã cầm quân đánh Nguyễn, năm 40 tuổi dự định mở chiến dịch vào Gia Định để diệt quân Nguyễn, nhưng ông đã đột ngột qua đời trước khi chiến dịch mở màn. Trải qua 20 năm làm tướng chỉ huy, Quang Trung đã chiến thắng nhiều loại kẻ thù, thù trong cũng nhiều, giặc ngoài cũng lắm. Ông đã chiến đấu và chiến thắng trên khắp các chiến trường của cả ba miền đất nước, Gia Định, Phú Xuân, Thăng Long. Không phải ở thời đại chúng ta mới nhìn nhận đúng tầm vóc của Nguyễn Huệ, mà ngay cả lúc đương thời, kẻ thù cũng đã thừa nhận điều đó. Quân Nguyễn cho rằng, Nguyễn Huệ ứng biến như thần, giặc xiêm sau lần thua trận đầu năm 1785, coi Nguyễn Huệ là tướng nhà trời. Còn tôn sĩ nghị lúc mới đến Thăng Long thì huyên hoang tự đắc, nuôi béo giặc đợi chúng đến nộp thịt. Nhưng đến lúc Nguyễn Huệ đưa quân ra Thăng Long, Mới nghe tin đã sợ mất mật, buồn rủn chân tay và báo với Càn Long là do bọn Lê Triều thống. Nghe tin Nguyễn Huệ thân hành đem binh đến mất cả hồn vía, bỏ chạy, làm cả đội quân Thiên Triều cũng chạy theo. Ngay cả một số giáo sĩ phương Tây, có thành kiến Tây Sơn cho là phiến loạn, gọi Nguyễn Huệ là tiếm vương, là bạo chúa, nhưng vẫn so sánh Nguyễn Huệ với Alexander G đại đế hay Tân Atlita. Đó là những nhà quân sự nổi tiếng, bách chiến bách thắng của châu Âu. Như vậy Yếu tố đưa Nguyễn Huệ trở thành một thiên tài quân sự là gì? Nghệ thuật dụng binh ra sao? Những bí ẩn trong việc tổ chức quân đội và khoa học quân sự là gì? Nét độc đáo của Nguyễn Huệ thể hiện ở chỗ, trước khi trở thành thiên tài quân sự, ông chỉ là một nông dân áo vải, không qua một trường đào tạo văn võ chính quy và có hệ thống nào. Thực tiễn của cuộc đấu tranh xã hội tạo ra nhân tài. Sau khi lên ngôi, ở tột đỉnh vinh quang của đế quyền, Quang Trung luôn tự nhận thành phần xuất thân, bố y một cách trung thực trong chiếu lên ngôi, cùng nhiều biểu văn khác, kể cả biểu văn xin cầu hôn công chúa nhà Thanh, chứ không như Mạc Đăng Dung, sợ mình không tập hợp được nhân tài. Nho sĩ nên đã mang khai là thuộc dòng dõi trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi, phủ nhận sự thật là xuất thân từ ruột gia đình đánh cá lâu đời ở Hải Phòng. Theo quan niệm của tôn tử, sau yếu tố của một tướng tài ngày xưa là trí, nhân, kính, tín, dũng. Nghiêm, trí là để bẻ gãy địch bằng mưu lược, nhân là để mọi người phục, kính là để chiêu hiền đại sĩ, tín là để đạt lòng tin, dũng là để thêm trí khí, nghiêm là để nhất lệnh. Nguyễn Huệ là người hội tụ đủ 6 yếu tố này. Nguyễn Huệ là nhà chiến lược có nhiều mưu trí, vấn đề thời cơ thần tốc, nghiêm lệnh là nét nổi bật của thiên tài Nguyễn Huệ. Trong trận đánh ở Gia Định vào năm 1783, khi vây đuổi Nguyễn Ánh ở đảo Phú Quốc, Nguyễn Huệ đã tuyên bố với các tướng sĩ rằng, binh cốt lấy nhanh làm thần, thời cơ là không thể bỏ mất, nay nhân thế thắng qua bể đánh úp, đấy là thượng kế của nhà binh. Và lại, phòng sông không bằng phòng bể, mà phép hải chiến thì phải biết thời, chiều gió, sức gió, nước chiều, thống nhất nghiêm lệnh, buông thuyền lớn theo dòng nước. tốc lên đánh ngay, ắt phải thắng, quan điểm dụng binh đó được Nguyễn Huệ thực hiện một cách tài tình trong chiến trận rạch gầm xoài mút vào đầu năm 1785. Biết quân Xiêm đã tràn vào gia định từ tháng 8 năm 1784, nhưng Nguyễn Huệ không cho tiến quân đánh úp ngay vì muốn để cho chúng bộc lộ hết mọi sở trường và sở đoàn của quân xâm lược mà nghĩa quân Tây Sơn chưa một lần thử thách. Trong đó, cốt lõi là để bộc lộ sự mâu thuẫn giữa nhân dân ta cùng đội quân cướp nước và bè lũ bán nước. Sự phân hóa giữa tập đoàn Nguyễn Ánh và quân đội Xiêm càng tăng thêm sự chủ quan, khinh địch của đối phương qua chiến thắng ban đầu. Rõ ràng chưa đánh, nhưng quân xâm lược Xiêm yếu đi từ yếu tố cơ bản của nó. Đến tháng 1 năm 1785, Nguyễn Huệ từ Quy Nhơn đưa hai vạn quân vào gia định, đánh quân xiêm là thời cơ chín mùi. Nhưng Nguyễn Huệ không chủ động tấn công vào bản doanh trà tân của địch, nơi cách sở chỉ huy Tây Sơn ở Mỹ Tho chừng 25 km, và cũng không để địch đánh vào Mỹ Tho, nơi nghĩa quân có phòng vệ, mà ông chọn trận địa mai phục giữa lòng sông Tiền, trong một quãng sông chừng 7 km, nằm giữa rạch gầm và xoài mút, là thế mạnh vốn có của nghĩa quân. Trận địa mai phục này chủ yếu là dùng sức mạnh áp đảo của quân thủy, nhưng có bộ binh và pháo binh hỗ trợ. Nhưng làm sao để đưa địch vào trận địa mai phục của mình, làm sao đánh địch vào lúc trời hưởng sáng, 4, đến 5 giờ sáng. Để phân biệt được bạn thù và kiểm soát chiến trường, làm sao để bảo đảm bí mật cho một trận quyết chiến nhanh chóng và oanh liệt. Nếu không thắng, hoặc thắng nhưng cuộc chiến kéo dài, rất có nguy cơ là quy Nhơn rơi vào tay quân trịnh, chứ chưa nói quân xiêm, từ đó sẽ trườn ra địa bàn miền Trung. Một tháng chỉ có một ngày, cái ngày lý tưởng để mở trận phản công địch lúc tàng sáng, đó là đêm 18 dạng ngày 19 tháng 1 năm 1785. Ngày đó, Thủy Triều, con nước, sức gió đạt đến mức lý tưởng nhất cho trận Thủy Chiến, nên Nguyễn Huệ đã dùng kế chỉ hoãn chiến thư. Mời tướng sĩ xiêm lên Mỹ Tho xem quân Tây Sơn duyệt binh, xin hòa hoãn và đút lót cho chủ tướng của giặc, dùng kế nghi binh, khiêu chiến. Và quả thật, toàn bộ quân xiêm trong đêm 18 đã dồn ứ trước đoạn sông Tiền, nằm gọn trong trận địa Mai Phục, và đến tảng sáng thì bị đánh phủ đầu. Chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ, toàn bộ gần 5 vạn quân xiêm bị nghĩa quân Tây Sơn quét sạch, chỉ còn lại vài ngàn tên tháo thân chạy về nước. Chúng kinh sợ phao truyền cho là, sợ Tây Sơn như là sợ cọp, và Tôn Nguyễn Huệ là tướng nhà trời. Nguyễn Ánh cũng bị quân Tây Sơn bắt tại trận, nhưng do sơ hở trong việc canh giữ nên đã bỏ trốn được. Trong chiến dịch giải phóng Phú Xuân năm 1786, Nguyễn Huệ đã sử dụng cả bộ binh lẫn thủy quân có thêm tượng binh kỵ binh và pháo binh hỗ trợ. Đặc biệt là sử dụng tình báo một cách tài tình, tình báo Tây Sơn đã khai thác từ Quy Nhơn, rồi thọc sâu vào Phú Xuân để nắm chắc tình hình. Đã dùng kế ly gián một cách thành công giữa chủ tướng Phạm Ngô Cầu và phó tướng Hoàng Đình Thể. Nguyễn Huệ đã dùng kế điệu hổ ly sơn một cách tài tình bằng cách dùng một nghĩa quân cải trang là thuật sĩ để dụ gần hết lực lượng phòng vệ ở thành Phú Xuân. Lên chùa Thiên Mụ để lo cầu an cho Phạm Ngô Cầu, một đòn cân não nhằm đánh vào tinh thần bạc nhược, cầu an của quân trịnh. Làm cho quân trịnh quá mệt mỏi do thức gần 7 ngày đêm để phục dịch, trong khi việc bố phòng ở Phú Xuân bị chảnh mảng, thì lúc ấy nghĩa quân Tây Sơn tiến ra công thành. Nghĩa quân đã hãm đồn An Nông và phao tin An Nông đã bị vỡ, làm binh lính giữ thành Phú Xuân. Thêm hoang mang, thành Phú Xuân được giải phóng sau một đêm tấn công và chỉ vài hôm sau đã truy quét hết quân trịnh trên đất thuận hóa. Vì được bổ sung thêm một mũi vu hồi chặn viện, do Vũ Văn Nhậm chỉ huy từ sông Danh, Tiến vào sâu trong nội địa Quảng Bình. Chiến thắng Phú Xuân, Thuận Hóa năm 1786, của Nguyễn Huệ còn do biết phát động nhân dân nổi dậy đấu tranh, kết hợp với nghĩa quân tiến công, truy bức địch. Trong cuộc kháng chiến chống Thanh ở chiến trường Thăng Long, Quang Trung đã hoàn toàn giành thế chủ động. Có thủy quân nhưng chủ yếu là sử dụng chủ lực của quân bộ, có pháo binh, tượng binh hỗ trợ, vai trò của đội quân tình báo và phát động nhân dân nổi dậy đấu tranh cũng được phát huy mạnh mẽ. Vua Quang Trung vẫn áp dụng lối đánh thần tốc bí mật, bất ngờ, trá hình, nhưng nét tiêu biểu của chiến dịch tiêu diệt giặc thanh là nghệ thuật tác chiến hợp đồng giữa các binh chủng. Các mũi tiến công rất chính xác, giữa không gian chiến trường và thời gian trong toàn bộ chiến dịch và luôn giữ thế áp đảo, đứng trên đầu thủ từ lúc trận mở màn của chiến dịch, đánh vào gián khẩu, hạ hồi. Mặc dù lượng quân chỉ bằng một phần ba của địch. Cũng như trận thắng xiêm ở dạch gầm, xoay mút 1785, trận thắng quân thanh oanh liệt ở Thăng Long, 1789, khi kẻ địch còn nguyên vẹn, sung sức làm cho chiến công của vua Quang Trung trở nên oanh liệt hơn. Nguyễn Huệ đã thực hiện một chính sách toàn dân đánh giặc, toàn diện đánh giặc, kết hợp giữa tiến công của binh sĩ và nổi dậy của quần chúng nhân dân, tạo thành một phong trào đấu tranh yêu. Nước rộng rãi, mang đậm nét một cuộc chiến tranh nhân dân. Điều mà các đội quân đương thời không thể có được. Phẩm chất yêu nước và chống áp bức của quần chúng nhân dân lao động sẽ phát huy cao độ khi họ tìm ra được ở lãnh tụ của họ có những tài năng, tinh hoa của truyền thống và thời đại gom tụ lại. Nguyễn Huệ đã xứng đáng với sự ngưỡng mộ đó nên được đông đảo nhân dân tin theo. Ngày 1 tháng 5 năm 1787, trong một bức thơ gửi về Pháp, giáo sĩ Longer ở Thuận Hóa đã viết Tất cả mọi người từ 15 tuổi trở lên đều đi lính, những người già cả, phụ nữ thì sửa sang cầu cống, đường xá, say thóc, giã gạo. Giáo sĩ Serrat cũng ghi lại như sau, đàn ông thì đi lính, đàn bà trẻ con thì tạp dịch, kẻ thì cày cấy, người thì say thóc giã gạo. Giáo sĩ Dusen cho biết, nhân dân thuận hóa đã thực hiện khẩu hiệu tận suất vi binh, tức toàn dân đều tòng quân. Đã từng thúc bách bởi lệnh tuyển quân và từng chứng kiến quân đội Tây Sơn, giáo sĩ Le trong một lá thư đề ngày 6 tháng 7 năm 1789, có đoạn ông viết, vì ông ta, tức Nguyễn Huệ, là người can đảm và được coi là Alexander G. Đại Đế ở đây, nên ông lập tức xuất trinh đem theo cả thanh thiếu niên, và bô lão mà ông đã bắt gặp. Quân đội của ông giống như một toán bệnh nhân ốm yếu hơn là một đoàn chiến binh. Nhưng không can gì, những binh lính khốn khổ ấy đã tiêu diệt được quân Trung Hoa vào hồi đầu năm. Nhiều lá thư khác gửi về Pháp, Serrat cũng cho biết cụ thể, như nhà nào có mấy người thì bắt đi lính hết cả, sáu người thì đi cả sáu, năm người thì đi cả năm. Không kể ra, trẻ ốm yếu hay họ bắt trẻ con từ 7 đến 8 tuổi bổ sung vào đoàn binh cận vệ của Hoàng tử, thư đề ngày 6 tháng 3 năm 1792. Trong đợt khảo sát, tìm hiểu những lưu dấu của thời kỳ Tây Sơn tại thành phố Huế vào mùa hè năm 1988, chúng tôi đã sưu tầm được nhiều văn bản quý thời Tây Sơn. Trong đó có một bản khai dân đinh của làng Thanh Phước, lập vào ngày 10 tháng 1 năm Quang Trung thứ 5, 1792, gồm có 202 người, kể cả những người còn vị thành niên. Còn trong bản khai ngày 20 tháng 1 năm Quang Trung thứ 5, 1792, có khai danh sách tên của những người 8 tuổi có 8 người và 7 tuổi có 5 người để nộp lên quan trên. Quân đội Tây Sơn bao gồm nhiều thành phần, nhiều tầng lớp xã hội, nông dân, thương nhân, phú nông, quan chức, trí thức. Có cả người Hoa và các dân tộc ít người, có cả tín đồ Thiên Chúa giáo và Phật giáo, nên trong việc xây dựng quân kỳ, Nguyễn Huệ rất chú ý đến tính nghiêm lệnh để đảm bảo có một đội quân có kỷ luật cao. Sau cuộc kháng chiến chống Xiêm thắng lợi, Nguyễn Huệ được đối phương xem như tướng nhà trời và đã có nhận xét về Nguyễn Huệ, có nhiều mưu lược, hiệu lệnh như lửa, hễ ai phạm vào luật cấm thì chém tươi không tha, tướng sĩ đều kinh sợ như thần minh. Năm 1786, khi ra Thăng Long, bấy giờ Nguyễn Huệ đã vào thành, hạ lệnh nghiêm cấm quân sĩ không được cướp bóc của nhân dân. Vào năm 1787, cũng đội quân đó, nhưng do Vũ Văn Nhậm chỉ huy thì, nhậm thả lính lùng khắp các nhà dân ở phố phường, lấy được rất nhiều của báu đến cả của tư cũng lấy hết. Nên nhân dân Thăng Long đã ca thán, đời trước hành quân không hề chạm đến mảy may của dân, có người lấy cái nón của dân che áo giáp của quan cũng không cho, sau nay dân gian lại bị hại thế. Là một giáo sĩ truyền đạo lâu năm ở Thuận Hóa, trong một bức thư gửi cho Lê Tân Đồ ngày 11 tháng 6 năm 1788, La Ba Tết có đoạn viết, quân Tây Sơn đôi khi điều động được từ 200 đến 300.000 quân. Thực sự thì đa số bọn họ bị cưỡng bức, nhưng tất cả đều quyết tử, kẻ nào nhìn về phía sau trận địa lập tức bị chém đầu tướng sĩ tuyệt đối tin tưởng vào nguyễn huệ không những vì ông có một năng lực tổ chức quân đội tài ba mà còn thán phục ở tầm nhìn chiến lược dự báo chính xác và tài ứng biến như thần của ông điều đó ngay cả nguyễn nhạc cũng thán phục ông năm 1786, nghe tin nguyễn huệ đã ra thăng long nguyễn nhạc đã tức tốc ra để chặn sự phiêu mạng của em nhưng phải nói chữa lời rằng tướng ở ngoài nếu gặp việc có ích lợi cho nước nhà thì cứ tự ý mà làm cũng được Bắc Hà khó lấy mà để lấy ngay được là chỗ thần rượu trong phép dùng bình. Trên đường tiến quân ra đánh Giặc Thanh, khi đến Tam Điệp, Ngô Văn Sở và Phan Văn Lân ra đón và xin chịu tội vì bỏ 11 trấn cho quân Thanh vào, vua Quang Trung nói, binh pháp dạy rằng quân thua chém tướng. Tội của các ngươi đều đáng chết một vạn lần. Song ta nghe các ngươi đều thuộc hạng võ dũng, chỉ biết giặc là đánh, đến như việc tùy cơ ứng biến thì không có tài. Đến ngày 30 Tết, Quang Trung mở tiệc khao quân cho binh sĩ ăn Tết trước rồi báo tin với các tướng sĩ rằng, ta với các ngươi hãy tạm sửa lễ cúng Tết trước đã. Đến tối 30 lập tức lên đường, hẹn đến ngày mùng 7 năm mới thì vào thành Thăng Long mở tiệc ăn mừng. Các ngươi nhớ lấy, đừng cho ta nói khoác. Và quả thật, với sức tiến công vũ bão và một quyết tâm cao, vua Quang Trung đã đưa nghĩa quân Tây Sơn vào Thăng Long ăn Tết ngay sáng mùng 5, sớm hơn 2 ngày so với kế hoạch đã định. Tuy nhiên, cho đến nay đã có nhiều công trình nghiên cứu về thiên tài quân sự của Nguyễn Huệ nhưng nghệ thuật dụng binh của ông vẫn còn nhiều bí ẩn chưa được khám phá. 1. Về tổ chức lực lượng Tháng 7 năm 1786, Nguyễn Huệ ra Thăng Long, tiếp đó Nhạc cũng ra, các thủ lĩnh Tây Sơn bàn rút lui khỏi Thăng Long, nhưng sợ Nguyễn Hữu Chỉnh biết và đi theo. Thế là chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ, từ canh 2 của ngày 17 tháng 7, âm lịch, hai vạn quân Tây Sơn đã bí mật triệt thoái khỏi Thăng Long. Trước một sự cố lớn lao, nhưng cả kinh thành hầu như yên trong giấc ngủ, chỉ trừ một người biết là Lê Chiêu Thống. Nhưng Chiêu Thống cũng chỉ biết tin đúng vào giờ gờ của thời điểm rút quân, còn Nguyễn Hữu Chỉnh và bộ hạ dù đã thức suốt đêm để canh chừng mà vẫn không hay biết gì cả. Đến canh năm, quân Tây Sơn ra khỏi Thăng Long xuôi về Nam, Nguyễn Hữu Chỉnh mới được tin, trong bụng cực kỳ hoang mang, tự biết mình thất thế. Ở lại thì không dám, bỏ mà đi thì cũng dở, đường thủy không có thuyền, đường bộ không có quân, muốn trốn thì không có chỗ trốn, không biết nên đi đường nào trong lúc sống chết nguy cấp như vậy nhưng chỉnh vẫn tự trấn an ta đi khắp bốn biển chín châu chẳng lẽ khi trở về xó bếp lại bị chuột chù cắn chân ư không sợ không sợ ta cứ ở đây xem sao ngày 21 tháng 12 năm 1788 đô đốc Nguyễn Văn Tuyết mang tin tình hình quân thanh vào chiếm đóng ở thành Thăng Long về đến Phú Xuân để cấp báo cho Nguyễn Huệ trong khi các tướng sĩ hoảng hốt thì Nguyễn Huệ tỏ ra rất bình thản ông ra lệnh đắp đàn Nam Giao ở núi Bân một quả đồi ở phía tây, cạnh núi Ngự Bình để làm lễ lên ngôi hoàng đế, một bước chuẩn bị cho cuộc phản công. Ngày hôm sau, 22 tháng 12, đại lễ được cử hành, hơn 6 vạn nghĩa quân Tây Sơn được lệnh tập trung quanh lễ đàn, nghe Nguyễn Huệ đọc chiếu lên ngôi và hạ lệnh xuất quân. Với phương tiện thông tin liên lạc và vận chuyển hồi đó còn rất sơ sài, nhưng chỉ cần sau 12 tiếng đồng hồ mà hơn 6 vạn binh sĩ được lệnh triệu tập, để có mặt tại lễ đàn với đầy đủ trang bị, tinh thần chiến đấu để kịp thời lên đường. Quả là một sự tổ chức tài tình của Quang Trung mà chúng ta không thể hiểu nổi. Ngay trên đường hành quân, Quang Trung đã cho tuyển thêm hàng vạn binh lính, số tân binh này được luyện tập, trang bị tinh thần, vũ khí, quân trang. Quân dụng như thế nào để khi ra trận giáp mặt với quân thù mà vẫn đảm bảo được tiêu chuẩn của một đội quân tinh nhuệ, bách chiến bách thắng. Lúc bình thường, Nguyễn Huệ cho tuyển quân tuổi từ 15, nhưng đến ngày tiếp cận với cuộc kháng chiến chống Thanh, ở Thuận Hóa Bình Trị Thiên ngày nay, số tân binh được tuyển từ độ tuổi 12. Với một đội quân quá trẻ như vậy, không biết Quang Trung đã tổ chức luyện tập và bồi dưỡng, trang bị và sử dụng như thế nào, mà vẫn đạt yêu cầu của cuộc kháng chiến, đánh bại được đội quân nhà nghề của giặc Trung Quốc dưới thời Thanh Triều đã được hán hóa. Năm 1788, Quang Trung lần thứ hai ra Thăng Long, lần đầu vào tháng 4 để phán xét tên phản bội Võ Văn Nhậm, đội quân có 150 voi với 100 võng. Thế mà đoạn đường từ Phú Xuân ra Thăng Long chỉ đi chưa đầy 10 ngày. Lần thứ hai là cuộc phản công tiêu diệt quân xâm lược Mãn Thanh, ra đi từ Phú Xuân vào ngày 22 tháng 12 năm 1788, đến 30 tháng 1 năm 1789 đã vào Thăng Long, chỉ mất 40 ngày. Bằng phương tiện vận chuyển thơ sơ, điều kiện đi lại hiểm trở khó khăn của nước ta vào thế kỷ 18, trên đường hành quân lại vừa tuyển quân, bồi dưỡng sức chiến đấu, vừa đánh địch trên hệ thống phòng thủ Thăng Long ở tuyến phía Nam dày đặc gần 100 km. Đó là các cứ điểm quan trọng của quân địch, là nơi xảy ra những trận đánh quyết định của cuộc kháng chiến. Riêng đoạn đường từ Phú Xuân đến Nghệ An dài hơn 300 km, mà nghĩa quân di chuyển chỉ mất 4 ngày. Các đội quân bộ, quân thủy và tượng binh đều ra quân cùng một lúc ở Phú Xuân và hẹn tập kết ở Tam Điệp trước Tết để sẵn sàng triển khai lực lượng ở vị trí chiến đấu. Có người cho rằng, quân bộ di chuyển cứ 3 người một chiếc cáng, thay phiên nhau để di chuyển, hai người gánh một người nằm. Nhưng trong thực tế, việc di chuyển như vậy không nhanh, không an toàn, cơ động và thoải mái được, có chăng là dùng để vận chuyển lương thực. Vũ khí, quân nhu hoặc lúc rút quân, nghĩa quân đã mang theo những thương binh trên những chiếc cáng. Những giả thiết để cắt nghĩa về tốc độ hành quân như bay, sức quỷ nhập thần của nghĩa quân Tây Sơn vẫn chưa đủ sức thuyết phục như một thực tế. Mà Trần Công Sán đã từng chứng kiến, Sán đã nói với Ngô Nho, người Tây Sơn hành binh như bay, tiến quân rất gấp, Xem họ đi lại vùn vụt mau chóng như thần, chống không thể được đuổi không thể kịp, xưa nay chưa từng nghe nói có giặc nào như thế. Không phải chỉ người Việt mà cả người Pháp cũng phải ngạc nhiên và lo sợ lối hành binh của quân Tây Sơn. Ngày 11 tháng 6 năm 1788, trong một lá thư gửi cho ông Le Tân Đồ, giáo sĩ La Batet có viết Tôi không rõ cuộc viễn trinh của người Pháp khi nào sẽ xảy ra. Nhưng tôi sợ rằng quân Pháp của chúng ta vì khinh thường bọn này, Tây Sơn, và không am hiểu tường tận về cách hành binh của họ sẽ không đủ sức mạnh thì có thể trở thành nạn nhân bi thảm. Trên tuyến hành quân từ Phú Xuân ra Thăng Long, đường bộ bị cắt ngang bởi những sông lớn, lúc đó chưa có cầu, làm chậm trễ cho việc di chuyển của quân bộ, còn đối với đoàn voi chiến và ngựa chiến, muốn qua sông quả là khó khăn hơn. Có người cho rằng, ngoài con đường thượng đạo ở miền núi dành cho voi đi, thực tế khó và chậm hơn, nhân dân ở các vùng hai bên bờ sông đã ghép thuyền lót ván để binh sĩ Voi và ngựa di chuyển qua sông như đi trên một chiếc cầu phao giã chiến, cơ động nên đội quân Tây Sơn dễ dàng vượt sông một cách nhanh chóng, mà đảm bảo tốc độ của cuộc hành quân. Cuộc hành quân từ Phú Xuân ra Bắc chống giặc thanh, đúng vào lúc gió mùa đông Bắc, dù ngược gió nhưng đoàn thuyền chiến Tây Sơn vẫn tiến quân kịp thời. Có người cho rằng, đội thuyền Tây Sơn đi lệch gió theo hình Z, nên thuyền có thể căng buồm và tiến quân được. Có phải Quang Trung đã áp dụng các biện pháp vận chuyển nói trên không? Trong thực tế, Quang Trung đã thực hiện kỹ thuật tiến quân của các loại binh chủng như thế nào, nhằm đạt được tốc độ vận hành thần tốc, để khi tập kết dưới chân núi Tam Điệp, binh sĩ vẫn không mỏi mệt, còn đủ sức khỏe, ý chí và tinh thần chiến đấu để đánh địch tan tành trong những ngày đầu xuân Kỷ Dậu, 1789. Chỉ riêng về trang bị, nghĩa quân Tây Sơn đã đạt một trình độ kỹ thuật của tiêu chuẩn quốc tế, mà các nước phương Đông, phương Tây hồi bấy giờ không thể so sánh kịp. Chính sự cải tiến và phát triển võ trang dưới thời Quang Trung là một trong những nhân tố thắng lợi mang ý nghĩa thời đại của đội quân Tây Sơn. Thuyền chiến, nhiều tài liệu cho biết, một thuyền chiến Tây Sơn có thể chở được từ 700 đến 800 thủy thủ và mang được 60 đến 70 đại bác. Trong khi đó thuyền chiến phương Tây trang bị cho Nguyễn Ánh chỉ chở được chừng 30 đại bác và số thủy thủ chỉ bằng một nửa mà thôi. Barizi, một sĩ quan người Pháp từng giúp cho Nguyễn Ánh kể lại rằng, trong trận thị nại năm 1801 Quân Nguyễn đã gặp đội thủy quân Tây Sơn phòng thủ ở cửa cảng. Có 9 thuyền chiến loại lớn, mỗi thuyền trang bị 60 đại bác và có 500 lính, 40 thuyền loài nhỏ mỗi thuyền mang 16 đại bác và có 200 lính. Vẫn theo Barizi thì trong trận thủy chiến này, quân Nguyễn Ánh có 26 thuyền chiến, mỗi chiếc chở một đại bác và 200 lính. Choi, một sĩ quan hải quân Pháp theo Nguyễn Ánh đã từng va chạm với quân Tây Sơn, mới thấy thực tế là ông đã nhầm lẫn. Choi viết, trước khi nhìn thấy thủy quân của địch Tôi rất khinh thường, nhưng tôi bảo đảm với các ông rằng đó là sai lầm. Họ có những thuyền chiến mang từ 50 đến 60 đại bác cỡ lớn. Vậy ở bên bờ đầm thị nại, dọc theo sông Hương, sông Danh, là nơi Tây Sơn cho lập các công xưởng đóng thuyền chiến. Địa điểm cụ thể ở đâu, hiện còn vết tích gì, một mẫu thuyền đích thực với các cấu kiện, cùng quá trình hoàn chỉnh ra làm sao. Các công trình sư và kỹ thuật gia đóng thuyền thời Tây Sơn là những ai? họ đã áp dụng phương pháp chế tác như thế nào để đạt được trọng tải kỷ lục đó. Chúng ta có thể biết được một vài chi tiết do giáo sĩ Serat tiết lộ trong một bức thư viết tại làng Lữ Đăng, Châu Bố Chánh, Quảng Bình, ngày 17 tháng 7 năm 1791. Với sự huy động sức dân trong việc cung cấp gỗ đóng thuyền, chuẩn bị đánh Nguyễn Ánh như sau, bởi vậy, ông, Quang Trung, ra lệnh, đóng biết mấy trăm ghe sai hay nhiều chiến thuyền. Riêng ở Bố Chánh, nơi tôi cư ngụ từ 15 ngày nay đã đóng hơn 100 ghe. Số ván gỗ cung cấp cho việc này là 2.500 tấm, mỗi tấm phải dài từ 30 đến 35 thước, và rộng vài phân, nếu mua thì mỗi tấm giá 15 quan. Tất cả phải hoàn tất trong 3 tháng. Voi chiến, từ thở đầu công nguyên, hai bà Trưng đã huy động voi vào sự nghiệp cứu nước của dân tộc. Bà Triệu cưỡi voi đi đánh giặc ngô, nhưng phát huy hết khả năng vốn có của nó là vào thời Tây Sơn, Nguyễn Huệ, Bùi Thị Xuân. Là những tướng lính chỉ huy tượng binh xuất sắc, voi Tây Sơn có thể chở 13 người mang theo cả Đại Bác trên mình hoặc kéo theo sau. Do đó, voi Tây Sơn vừa là phương tiện của hỏa lực, xung trận theo nhịp chống trận và tiếng tù và của người chỉ huy. Vòi voi và thân voi có khả năng quật đổ và trà nát đối phương và các chứng ngại vật khi chúng mở đường, phá hủy cho bộ binh tiến lên. Đội tượng binh Tây Sơn dũng mãnh trong cuộc kháng chiến chống thanh, làm đối phương vô cùng khiếp sợ. Bởi thế, trước khi đưa quân sang xâm lược nước ta, quân thanh đã bày trận voi giả để cho người và ngựa của chúng tập làm quen. Trong tám điều quân luật mà Tôn Sĩ Nghị ban bố, đã dành một điều là điều thứ tư hướng về việc chống voi chiến Tây Sơn. Nhưng thực tế, khi nghe đồn Ngọc Hồi bị đánh, đoàn ngựa chiến của quân thanh vừa mới ra trận, thấy mặt voi Tây Sơn đã hí chạy, dẫm đạp lên nhau và đạp luôn cả danh giá của Thiên Triều, làm Tôn Sĩ Nghị hốt hoảng, liền bỏ chạy qua bên kia sông Nhị Hà, vội vàng cho cắt luôn cầu phao tạo chứng ngại vật cho cuộc truy bức của đội tượng binh Tây Sơn. Vậy việc huấn luyện voi và đội tượng binh như thế nào để voi chiến Tây Sơn trở thành loại vua chiến trường trong cuộc kháng chiến chống thanh? Vũ khí, một quả đạn đại bác của pháo binh Tây Sơn nổ có thể làm sập một cây cổ thụ, phá vỡ một mảng thành bằng gạch một cách dễ dàng hơn hắn loại đại bác của Triều Nguyễn chế tạo vào thế kỷ 19. Năm 1786, khi quân Tây Sơn ra Thăng Long chặn đuổi bọn quan lại nhà Lê, Lính Bắc Hà tận mắt chứng kiến tác năng của Đại bác Tây Sơn. Bỗng nhiên nghe tiếng súng ầm ầm như sấm, khói lửa ngút trời, quân lính hoảng sợ, đều nói nhau lên rằng giặc đã chặn mất đường về rồi. Nhưng đáng chú ý hơn là hỏa hổ, một thứ vũ khí chế bằng thuốc cháy, đó là một loại súng tung lửa. Có thể xem là một thứ tên lửa thủ công bắn vào kẻ địch, biến tên địch thành cây đuốc sống, làm mồi lửa để bắn phá thành lũy, đốt dinh trại của địch. Loại vũ khí đặc biệt này được trang bị cho tất cả binh chủng lục quân. Hỏa Hổ đã mở màn cho thắng lợi trong trận đánh quân Trịnh ở Thăng Long vào năm 1786. Tài liệu có ghi lại trận ác chiến ở cung Tây Long như sau. Các đội quân Trịnh thấy mũi giáo Tây Sơn quá sắc, liệu không chống nổi, cố sức lấy súng lớn bắn ra, quân Tây Sơn đều cúi đầu tránh đạn mà nhảy vào. Chúa Trịnh mặc nhung phục, đứng trên voi phất cờ hồng thúc các quân. Quân Tây Sơn lấy ông Hỏa Hổ tung ra, quân Trịnh đều tan vỡ, vứt gươm, bỏ giáo, xô nhau chạy trốn thể như núi đổ quân thanh nghe tiếng hỏa hổ của tây sơn cũng khiếp sợ nên trong tám điều quân luật có điều thứ năm để chống lại hỏa hổ như sau quân nam không có sở trường gì khác toàn dùng ống phun lửa làm lợi khí gọi là hỏa hổ khi hai quân giáp nhau trước hết họ dùng thứ đó để đốt cháy quần áo người ta buộc người ta phải rút lui nhưng tài nghệ của họ cũng chỉ có thế thôi so với súng ống của ta thì họ kém rất ra hiện nay ta chế sẵn vài trăm lá chắn ra châu sống nếu gặp hỏa hổ của người Nam phun lửa, thì quân tay cầm lá chắn ấy đỡ lửa, một tay cầm dao chém bừa chắc rằng chúng bỏ chạy tan tác. Một dạng hỏa hổ là rồng cỏ, trang bị cho thủy quân. Rồng cỏ thực chất là một loại bãi cháy dùng đánh hỏa công, để vây đốt binh thuyền của địch mà trận đánh hỏa công do Nguyễn Huệ chỉ huy đã đốt cháy tàu chiến của Manuel ở chiến trường Gia Định vào năm 1782. Đây là một trong những trận hỏa công bằng rồng cỏ ngoạn mục nhất nghĩa quân Tây Sơn đã được trang bị súng cá nhân, đó là loại súng ngắn có miệng loe, bắn từng phát một, tầm bắn chừng vài trăm mét, kết hợp giữa xung lực và hỏa lực mỗi khi tấn công. Cũng có tài liệu ghi rằng, nghĩa quân Tây Sơn đã sử dụng súng máy liên thanh, với công sức phá có thể bắn sập cả cột buồm của thuyền địch. Trận do Ngô Văn Sở chỉ huy đánh quân Nguyễn Việt Tuyển vào năm 1788 được mô tả như sau, Văn Sở dương cao cờ chiến, xung thẳng vào trận, súng bắn liên thanh phát nào chúng khói bay, nước sủi. Một cột buồm bỗng ngã xuống, quân Tây Sơn bỗng reo vang như sấm dậy. Chốc sau những cột buồm khác cũng ngã xuống. Các loại vũ khí trên, về hình dạng, kỹ thuật chế tác, xã năng sử dụng như thế nào cho đến nay vẫn chưa có tài liệu nào nói rõ. 4. Vấn đề tình báo của Tây Sơn Cũng như chiến thắng Phú Xuân năm 1786, một trong những nhân tố đưa đến thắng lợi oanh liệt của chiến dịch Xuân Kỷ Dậu 1789 là nhờ Quang Trung đã tổ chức được đội quân tình báo giỏi. Nhanh nhẹn, chính xác, nhờ đó mà Quang Trung nắm chắc được tình hình địch, rõ được ý đồ của chúng để đưa ra phương án tốt nhất, giải quyết chiến tranh. Quang Trung chủ trương quân lính cốt hòa thuận, chứ không cốt ở số đông, cốt tinh nhuệ chứ không cốt nhiều. Khi ra hội binh ở Tam Điệp, Quang Trung tuyên bố, lần này ta ra trận, hành quân phương lực tiến đánh đã có sẵn, chẳng qua mấy ngày là đuổi được quân thành. Một ngày cuối tháng chạp năm mậu thân, 1788, Quang Trung cho binh sĩ ăn Tết trước, rồi tuyên bố đợi sang xuân ngày mùng 7 vào Thăng Long sẽ mở tiệc lớn, các ngươi hãy nhớ lấy lời ta xem ta nói có sai không, không hề sai đấy. Đêm 30 Tết, Quang Trung mở đầu chiến dịch đánh vào gián khẩu, chủ yếu để diệt gọn đội thám báo quân tình báo nhà Thanh bị đánh úp bất ngờ, bắt gọn cả và giết sạch để dứt tuyệt tin tức quân báo. Nếu không thấy được sự lợi hại của địch, cũng như không phát huy tài năng của đội quân tình báo Tây Sơn Quang Trung không thể dự đoán một cách chính xác và tin tưởng về ngày thắng lợi như thế được. Chắc chắn các mật tin từ trong nội bộ địch đã cung cấp cho vua Quang Trung biết rằng Ngày mùng 6 tháng riêng, quân địch từ Thăng Long sẽ kéo vào đánh Phú Xuân. Biết tin, Quang Trung đã chủ động đưa chiến trường ra tận Bắc Hàm và hạ quyết tâm vào ăn Tết ở Thăng Long ngày mùng 7 và quả thật chưa mồng năm Tết. Quang Trung và đội quân chủ lực đã có mặt giữa Kinh Thành, sớm hơn một ngày so với ngày chúng quy định kéo quân vào Phú Xuân. Nhờ có tin tình báo cho biết, địch sẽ mở hai mũi tiến công, quân bộ từ Thăng Long, quân thủy từ Trung Quốc kéo vào đánh Phú Xuân sau Tết. Nên Quang Trung vừa chuẩn bị chu đáo cho Phú Xuân để sẵn sàng chiến đấu tại chỗ, vừa bảo vệ kinh đô và mảnh đất thuận hóa quê hương. Nhưng mặt khác, Quang Trung cử đại quân ra Bắc quyết đưa chiến trường chống Thanh ra Thăng Long, chủ động tấn. Công vào đầu não xâm lược của chúng. Nhờ có tình báo giỏi, Quang Trung biết được từng cứ điểm phòng vệ của địch, ông đã chuẩn bị tốt. Về lực lượng, vũ khí, chiến thuật phù hợp và phối hợp để tấn công. Với đồn Hà Hồi, cách Thăng Long 30 km, nửa đêm ngày mùng 3 Tết, tức 28 tháng 1 năm 1789, Quang Trung cho binh sĩ bí mật bất ngờ vây chặt đồn lũy. Ở trong đồn quân giặc hốt hoảng, nửa hư nửa thực. Quang Trung bắc loa gọi hàng, nghe lời truyền gọi của Quang Trung, binh sĩ dạ vâng như sấm, địch kinh hoàng ai nấy đều rụng rời. Sợ hãi, liền xin ra hàng, đồn hà hồi bị hạ trong chốc lát, không tốn một viên đạn, không đổ một giọt máu. Với đồn Ngọc Hồi, cách Thăng Long 14 km, quân địch phòng bị rất kiên cố. Quang Trung cho thực hiện lối đánh công thành dữ dội, được vận động từ chức nên nhân dân Thăng Long mang ván, dơm ra ủng hộ. Ván được bệnh thành từng chiếc một, như những phiến ghép che tên đạn, để đội tiền đạo tinh nhuệ mang đi đầu. Những phiến mộc đỡ đạn đó sẽ biến thành những chiếc thăng leo, tiếp theo là đội cảm tử và đội voi chiến có đại bác xã kích phá thành. Với lối đánh thần tốc, tài tình ấy, làm tên tướng tôn sĩ nghị phải kinh hoàng, hắn thốt lên, sao mà thần đến thế. Như vậy, trong cuộc kháng chiến chống thanh, có sự đóng góp to lớn của lực lượng tình báo của Tây Sơn, nhưng đội quân thầm lặng đó có bao nhiêu người, được tổ chức huấn luyện như thế nào, tướng lĩnh nào chỉ huy, cho đến nay, chưa một ai biết đến. 5. Vấn đề hậu cần Những lần viễn trinh trong các cuộc chiến tiền cơ giới, thì vấn đề hậu cần rất phức tạp quân trịnh vào đánh quân Nguyễn ở vùng sông Danh, phải đưa theo cả gia đình, vợ con để tải lương thực cho chồng. Quân Thanh xâm lược nước ta, cứ một tên lính đi kèm theo hai tên dân binh để làm hậu cần. Còn nghĩa quân Tây Sơn nhiều lần đánh ra Thăng Long, với tốc độ hành quân thần tốc như vậy thì việc tổ chức hậu cần sẽ như thế nào? Nhiều tài liệu cho biết, nghĩa quân Tây Sơn đã giải quyết hậu cần tại chỗ, đã chuẩn bị trước từ trong dân, dân giúp, dân nuôi. Hiện nay dân nhiều làng ở Hà Nội có tục lệ sau khi nấu bánh trưng xong, vứt xuống ao đến ngày mùng 5 Tết mới lấy nên ăn. Tục này bắt nguồn từ sự kiện đánh quân Thanh đầu năm 1789. Dân Thăng Long lúc đó nấu bánh trưng vứt xuống hồ là quân Thanh không cướp lương được. Đến ngày mùng 5 Tết, quân Tây Sơn ra đánh, nhân dân mang ra để khao quân. Có người cho rằng, nhờ hành quân vào dịp Tết, nên nghĩa quân Tây Sơn được dân chúng ở các nơi trên đường hành quân mang bánh trưng ra để đón tiếp. Có tài liệu cho rằng, nghĩa quân Tây Sơn đã sử dụng bánh tráng nhẹ, làm lương khô để tiện mang theo, nên sau ngày thắng trận đống Na loại bánh này được gọi là bánh đa, một món ăn truyền thống và thông dụng của nhân dân Bình Định, quê hương của cuộc khởi nghĩa Tây Sơn. Cũng có tài liệu cho rằng, ở làng Dương Xuân Nới có phường đúc nổi tiếng của xứ Huế, dưới thời Tây Sơn, các thợ đúc đã đúc được một thứ nồi có thể vừa nấu, thổi cơm, vừa di chuyển, mà truyền thống hội xuân của dân làng Cảnh Dương vẫn còn lưu giữ. Đây là một chứng cứ thực tế về lịch sử hay chỉ là những sản phẩm tưởng tượng do lòng cảm phục của người đời sau, nhằm góp phần giải mã những bí ẩn về cuộc hành quân thần tốc và chiến thắng oanh liệt của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Quang Trung. Một hiện thực quá vĩ đại nên bản thân Quang Trung cùng nghệ thuật dụng binh của ông dễ bị thần thánh hóa cũng là điều dễ hiểu. Người đương thời tôn ông là anh hùng, là thần, là trời, vì một sự kỳ diệu mà trước đó không thể tìm thấy ở một nhân vật nào khác. Các bạn thân mến, nghệ thuật dụng binh của quang trung đến đây xin được khép lại mời các bạn theo dõi video về thần thái quang trung đó là một nét đặc trưng tạo nên nhân cách và trí tuệ của ngài bây giờ xin được nói lời tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn chân thành cảm ơn và trân trọng